Sáng nay, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 đặt tại 26C đường Chu Văn An, phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 được Sở Y tế thành phố cấp giấy phép hoạt động từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, được xác định đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng thực hiện cả tuần, kể cả ngày lễ. Theo đó, bệnh viện sẽ thực hiện việc khám tiêm chủng dịch vụ, khám ngoại trú và điều trị nội trú các bệnh sản phụ khoa, khám ngoại trú bệnh nhi và điều trị nội trú nhi các bệnh thông thường. Việc khai trương cơ sở 2 này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở chính của Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng.